Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà trồng bông vạn thọ mà nó nở hoa đúng cái dịp thanh minh, để cho những bạn nào mà trồng tại nhà cũng như là trồng kinh doanh thì các bạn cũng có thể là tham khảo ha. Thì mà mình muốn trồng cái bông vạn thọ này mà nó trổ đúng cái dịp thanh minh các bạn, thì mình phải biết xem lịch. Ví dụ như cái năm nay là cái ngày âm lịch thì nó sẽ rơi vào cái ngày là 5 tháng 3 âm lịch của mình ha. Còn cái ngày dương lịch thì nó sẽ rơi vào là ngày 5 tháng 4 2022 nha các bạn. Và mỗi năm như vậy thì cái ngày dương lịch cũng như là ngày âm lịch thì nó sẽ là khác nhau, chứ nó không có thể là nó trùng. Nó thì các bạn lưu ý cái vấn đề này ha, để cho những cái bạn mà xem sao vào những cái năm kế tiếp nữa đó thì nó sẽ là khác. Thì do đó thì mình phải là biết phải xem lịch. Mình sẽ dở cái cuốn lịch của mình ra các bạn. Ví dụ như là cái ngày 5 tháng 3 2022 đi, thì ở dưới cái lịch đó các bạn thì nó sẽ ghi là ngày thanh minh đó. Thì các bạn phải xem vào cái ngày đó ha đó. Và chúng ta phải biết cái giống bông vạn thọ mình trồng nó là bao nhiêu ngày. Ví dụ như những cái giống mà mình chia sẻ các bạn thì thông thường đó, thì nó sẽ rơi từ là 58 cho đến 63 ngày, tức là nó bổ đồng là 2 tháng là 60 ngày nha các bạn ha. Thì do đó thì mình sẽ canh đúng 2 tháng là mình gieo. Ví dụ như là cái ngày là 5 tháng 3 2022 đi, thì mình sẽ bắt đầu là mình gieo nó vào cái ngày là ngày 4 hoặc là ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch. Thì mình sẽ gieo cho nó là cái hạt giống nha các bạn ha. Vào đâu tầm đâu khoảng đâu là 30 ngày sau hoặc là 27 20 28 ngày gì đó các bạn, thì chúng ta sẽ bấm cho nó một cái cơi một ha. Cơi một là chuẩn rồi, và chúng ta sẽ để cho nó trổ hoa đúng cái dịp là thanh minh nha mọi người. Thì nó cơ bản là vậy thôi, nó rất là dễ. Còn về cái phần kỹ thuật á, thì các bạn có thể là xem lại những cái video của mình về cách trổ sớm, trổ trễ nè. Mình có làm những cái đợt mà hôm bữa mà đợt Tết đó các bạn, mình làm cũng đâu cả 50-60 cái video đó, dành cho những bạn mà trồng tại nhà, thậm chí là những bạn mà trồng kinh doanh mà cái trồng cái lần đầu tiên á các bạn, thì các bạn cũng có thể là áp dụng được ha. Thì một lần nữa thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn á, với tinh thần là tham khảo nha các bạn. Và các bạn hãy xem nhiều kênh để rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Còn riêng về cái nội dung ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói về là cái ngày thanh minh. Thì các bạn lưu ý ha, các bạn trước khi mà chúng ta trồng á, thì chúng ta phải coi cái lịch trước. Cái lịch của nó là cái ngày thanh minh là cái ngày nào nó, chứ không phải là mỗi năm là nó mỗi khác hết nha mọi người, chứ không phải là nó trùng nhau. Vì ví dụ như những bạn mà đã biết là cái ngày 5 tháng 3 này rồi đó các bạn, mà các bạn mà đi cơi một á, thì ngay bây giờ mình đăng cái video này đó, thì các bạn cũng có thể là ươm hạt giống là được rồi. Còn các bạn mà đi hai cơi á, thì tầm đâu khoảng đâu là 20-26 trong năm các bạn, thì chúng ta đã gieo hạt để chúng ta lấy cái vạn thọ là hai cơi để cho bông nó nhiều. Còn cái mà cơi một thì khoảng đâu là mùng 4 mùng 5 này ha, là chúng ta có thể là chúng ta bắt đầu chúng ta gieo giống, và đúng 30 ngày sau thì chúng ta bấm cho nó một cái cơi một, và cũng như là chúng ta để cho nó đúng cái dịp thanh minh, chúng ta tứ phân này nọ DAP cũng như là những cái dòng phân như là 20-15 ha, để cho nó chỗ hoa kịp cái dịp thanh minh. Thì các bạn có thể xem lại những cái video về cách nở hoa sớm và nở hoa trễ của mình ở trong cái phần là danh sách phát nha mọi người. Rồi thì video mình hôm nay là chia sẻ rất là ngắn nha mọi người ha, nhưng mà nội dung thì nó cũng đã là đủ rồi. Thì bạn nào thấy mình chia sẻ cũng được thì các bạn hãy cho mình một like ha, cũng như là một lượt chia sẻ nha mọi người. Tại vì mình thấy cái vấn đề mà các bạn mà hỏi về cái thời gian mà để trồng cho cái dịp thanh minh nó rất là nhiều luôn, nhưng mà mình chưa thấy cái một cái video nào mà xuất hiện ở trên YouTube á, nên mình chia sẻ cho các bạn. Mình thấy là các bạn đa số là chia sẻ về cái đợt Tết thôi đó. Thì các bạn thấy mình chia sẻ được thì hãy đăng ký kênh cho mình ha, để kênh của mình nó phát triển. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.